Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vietnow. Và ngoài những cái dạng nội dung về thời trang này, về gợi ý phối đồ hay là chia sẻ kiến thức, thì mình sẽ làm thêm một cái dạng content mới trên channel này, đó chính là review. Và cũng rất là hy vọng thì mỗi tuần chúng ta sẽ lại có thêm một cái món đồ mới để có thể phục vụ cho cái dạng nội dung này. Và món đồ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một đôi Reebok Royal TQ phiên bản All White. Và theo như cái đánh giá của mình thì đây là một trong những cái đôi giày cực kỳ đáng sở hữu trong cái tầm giá chỉ trên dưới 1 triệu. Và nếu như mà các bạn đã theo dõi cái channel của mình đủ lâu thì các bạn cũng đều biết được là gu của mình về những cái đôi giày thì cái phối màu của nó sẽ thường là all white này, hoặc là all black này, hoặc là ít màu sắc nhất có thể, và thường thì những cái màu đó đều là những cái gam màu trung tính. Đầu tiên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ở cái đôi giày này, đó chính là nó có một cái kiểu dáng cực kỳ basic, và nó cũng sẽ có những cái miếng da được khâu chồng lên thân giày để tạo những cái đường cong, mà đây là một trong những cái họa tiết rất là quen thuộc của Reebok. Và có thêm một cái điểm nữa mà mình nghĩ là các bạn cũng nên chú ý, đó chính là cái phần chi tiết ở mũi giày này thì nó sẽ được làm bằng da. Như mình cũng đã tìm hiểu thêm ở trên trang web của hãng thì với cái dòng giày này thì cũng có một số những cái phiên bản cái phần mũi này nó sẽ được làm bằng da lộn. Còn cá nhân của mình thì mình thích cái mũi bằng da hơn, vì mình nghĩ là nó sẽ đảm bảo trong cái việc giữ vệ sinh cũng như là khó bị bám bẩn khi mà chúng ta sử dụng. Ở đây thì chúng ta cũng có thêm một vài những cái lỗ li ti để có thể thoát khí, tạo cái cảm giác đỡ bí bách khi mà chúng ta đeo giày. Sẽ có tên của brand là Reebok được in chìm ở giữa cái thân giày, và đằng sau gót giày thì cũng có, nhưng mà cảm giác nó hơi mờ một chút. Phần lưỡi gà thì cũng vừa phải, nó cũng không quá cao và cái độ dày của nó cũng ở mức trung bình. Và cũng có một điều hết sức là đáng tiếc, vì cái đôi giày này mình mua với giá sale ở trên sàn Lazada với cái mức giá chỉ gần 900.000 thôi, nhưng mà mình đã đặt nhầm size, nó bị lùi xuống một size là size 41, nên là khi mình đi giày thì nó sẽ hơi bị kích chân một chút, nhưng mà mình nghĩ thì thôi, cái đôi giày này mình khá là thích nên là cũng có thể chấp nhận được. Phần nó dày thì sẽ tháo ra được, và nó được làm từ những cái miếng đệm xốp để giúp chống sốc. Và với cái phối màu xám ghi này với cả màu xanh neon này thì mình thấy nó cũng khá là thể thao. Đế của đôi giày này thì nó sẽ cao khoảng tầm 2,5 cm, và nó cũng không có cái thiết kế quá là phức tạp, nó chỉ là 3 cái đường thẳng thôi. Và cái đánh giá tổng quan của mình về đôi giày này thì đầu tiên là về kiểu dáng của nó rất là đẹp, và mình cũng cam đoan với các bạn là với cái kiểu dáng này này, với cái phối màu ôn qua như thế này thì chúng ta có thể ứng dụng ở trong rất nhiều những cái phong cách cũng như là trong những cái bộ trang phục khác nhau. Đôi giày này thì mình cũng đi ra ngoài đường được một lần rồi, nó chỉ là một buổi chiều trải nghiệm thôi, nhưng mà mình thấy là nó cũng không có gì thay đổi quá nhiều, trừ cái việc là mũi giày đã xuất hiện một vài những cái nếp nhăn nhẹ này, hoặc là cảm giác nó cũng hơi bập bênh một chút ở cái phần da phía trên. Thì mình nghĩ là với cái đôi giày da nào cũng vậy thôi, chúng ta đeo lên chân thì chắc chắn nó sẽ bị như vậy, thì cái điều này nó không tránh được. Và mình cũng có một số những cái lưu ý nhỏ cho các bạn, nếu như mà các bạn đang quan tâm tới cái mẫu giày này thì đầu tiên ở cái phần lót giữa cái cổ chân thì nó cũng được làm như là những cái đôi giày sneaker khác thôi. Tuy nhiên thì mình cảm nhận được là cái chất bông này nó dễ bị bám bẩn, và khi mà nó đã bẩn rồi thì nó khá là khó trong cái việc để chúng ta có thể vệ sinh. Và cái điều cần lưu ý thứ hai đó chính là phần thân giày và phần đế giày được kết hợp lại với nhau bởi một lớp keo. Cái cảm nhận đầu tiên thì mình thấy nó cũng khá là chắc chắn, nhưng mà mình cũng chưa có quá nhiều cái thời gian để trải nghiệm đôi giày này, nên là hy vọng với cái việc dán keo này thì đôi giày này nó sẽ không dễ bị bung và chúng ta sử dụng nó được bền hơn. Và cái điều cần lưu ý thứ ba đó chính là cái bộ đế của đôi giày này thì nó được thiết kế theo cái kiểu những cái vết sần sùi, nên là mình cũng cảm giác là khi mà nó đã bị bẩn rồi thì chúng ta cũng hơi khó một chút để trong cái việc vệ sinh cho nó trở lại cái màu ban đầu. Cái điều này thì mình nghĩ là cũng nhiều người quan tâm thôi, vì khi mà chúng ta đã say mê này, chúng ta đã thích với cả những cái dòng giày mà kiểu phối màu trắng tinh như thế này rồi thì chúng ta cũng chỉ quan tâm tới cái việc là chúng ta sử dụng nó có dễ bị bẩn không, và khi mà nó đã bị bẩn rồi thì chúng ta có dễ dàng trong cái việc để chúng ta vệ sinh lại hay không thôi. Đó là một số những cái lưu ý nho nhỏ. Còn đối với cái ưu điểm thì đôi giày này có quá là nhiều ưu điểm, như mình đã nói cực kỳ nhiều trong video này, thì cái đôi giày này có một cái kiểu dáng rất là phù hợp để chúng ta có thể diện với cả nhiều phong cách khác nhau. Và đối với cả những cái người khác thì mình không biết, nhưng mà các bạn đến với channel của mình thì mình chưa có thế mạnh về review, nhưng mà mình sẽ luôn cố gắng với một món đồ làm sao để các bạn có thể tận dụng tối đa được những cái tính năng của nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta có thể đi cùng với cả quần short này, chúng ta có thể đi cùng với cả những chiếc quần ống rộng này, hay là chúng ta cũng có thể đi cùng với cả những chiếc quần ống lửng, hay thậm chí là những chiếc quần jean. Chỉ cần đi với cả một chiếc quần khác nhau thôi là chúng ta đã có những cái bộ trang phục hay là có những cái phong cách nhìn rất là khác nhau và nhìn rất là đa dạng rồi. Và cái thiết kế của đôi giày này thì nó thiên về thể thao, nhưng mà nó lại không quá bị thể thao quá, nó không bị quá hầm hố quá, mà mình nhìn nó vẫn có một cái nét gì đó casual, nên là các bạn cũng có thể kết hợp với cả những cái bộ trang phục mà nó mang hơi hướng kiểu hơi công sở một chút thì nó vẫn rất là hợp. Và ưu điểm cuối cùng đó chính là giá thành, và với cái mức giá niêm yết nó là hơn 1,5 triệu, và cái giá mình mua sale nó chỉ có gần 900.000 thôi, thì mình nghĩ là dù cái giá niêm yết hay là giá đã được
được giảm rồi thì đôi giày này nó vẫn đáng để chúng ta có thể xuống tiền để đầu tư. Vì thực sự thì với những cái đôi giày có giá thành dưới 2 triệu thì mình cũng không quan tâm quá nhiều tới cái việc là nó có bền sau một cái quãng thời gian sử dụng hay không. Mình chỉ cảm thấy thích về cái phối màu này, về cái thiết kế là mình sẵn sàng xuống tiền để mua ngay. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là hy vọng với một cái thương hiệu nổi tiếng về giày như là Reebok thì nó cũng bền hơn một chút thì nó cũng tốt hơn, đúng không? Nếu như bạn nào đã từng sở hữu đôi giày này hay là đã từng đi những cái đôi giày nào của Reebok thì cũng có thể để lại những cái trải nghiệm của mình ở phía dưới phần comment cho mình và những cái bạn khán giả khác được biết nhá. Đây thì cũng là cái đôi giày Reebok đầu tiên mình sở hữu trong cái tủ giày của mình. Và cái video này thì không có quảng cáo gì cả, mình tự bỏ tiền của mình ra mua, nhưng mình cũng sẽ đặt link mua hàng cho các bạn ở phía dưới phần mô tả. Tuy nhiên thì cũng phải xin lỗi các bạn một chút vì cái đôi Reebok Royal Tech Q phiên bản All White này thì nó đã sold out ở trên web rồi, và đó cũng là cái lý do mà mình không thể đổi sang cái size 42 của mình. Nhưng mà dù sao thì ở trên website với cái dòng Royal Tech Q nó cũng có rất nhiều những cái phiên bản phối màu khác mà vẫn đang còn hàng, mà mình nghĩ là các bạn cũng rất là nên để quan tâm. Ok, và đó là cái sản phẩm đầu tiên trong chuỗi cái series review của mình. Thì mình đánh giá đây là một cái đôi giày rất là đáng để sở hữu, và với cái mức giá này thì nó cũng có thể tiếp cận được với rất nhiều những cái thành phần khác nhau, từ những cái bạn sinh viên này, từ những cái anh chàng công sở, hay là những cái bạn mà ưa thích về thời trang như mình. Rất là hy vọng thì mình sẽ nhận thêm được những cái lời góp ý của các bạn về cái video này, và các bạn hãy cứ comment đi, chắc chắn là mình sẽ đọc hết và mình sẽ cố gắng để cải thiện cái chất lượng video nó tốt hơn. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận phút này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.